xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của Tokyo Camera. Hôm vừa rồi thì tôi có làm một cái clip đập hộp chiếc gimbal cho điện thoại siêu nhỏ gọn và siêu rẻ, đó là chiếc Moza Mini S này. Nhưng mà có vẻ như là cái gimbal này thì không được nhiều người quan tâm cho lắm, mà cái thời gian gần đây thì người ta hầu hết là người ta toàn quan tâm đến những cái thứ mà kiểu to lớn kiểu như thế này. Xin chào các cháu nhá. Hôm nay thì bà sẽ làm một cái clip đập hộp chiếc gimbal siêu to khổng lồ này. Cuộc đời bà thì cũng phải hơn 20 đôi bánh chưng rồi, nhưng mà chưa bao giờ đập một cái gimbal to như thế này cả. Nào, chúng ta hãy cùng xem. Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn sử dụng chiếc Moza Mini S. What? Để tiếp nối cái clip lần trước. Ok, let's go. Đầu tiên, để có thể tối ưu được chức năng của chiếc gimbal này thì chúng ta sẽ phải tải một phần mềm tên là Moza Genie trên CH Play hoặc App Store, thì tôi sẽ để link download cho cả hai phiên bản phía dưới. Sau khi tải về thành công thì tôi sẽ tiến hành mở cái ứng dụng này lên. Đây chính là phần mềm của chiếc gimbal của chúng ta. Đầu tiên về giao diện phần mềm. Về giao diện phần mềm của chúng ta thì sẽ rất là đơn giản thôi, không có cái gì lòng vòng phức tạp cả. Từ màn hình chính thì chúng ta sẽ có nút quay này, cài đặt và xoay lật camera. Bên này sẽ là nút focus, theo như nhà sản xuất gọi thì đây là object tracking. Đây là nút kết nối với cả gimbal, chúng ta phải bật bluetooth lên trước. Kết nối rất là nhanh. Ok, đây là nút xem lại ảnh và video. Trên này là thời lượng pin của điện thoại cũng như là gimbal. Bên này sẽ cho chúng ta những cái tùy chọn về độ phân giải của video. Đây. Bật đèn flash và các cái chế độ quay. Chọn video. Đó. Đây là chức năng zoom. Rất là nhạy. Về giao diện hành chính của chúng ta thì chỉ bao gồm một thế thôi. Đi sâu vào hơn phần cài đặt, chúng ta sẽ có một nút cài đặt ở đây. Và phần cài đặt của chúng ta sẽ có camera mode là các chế độ quay chụp của chúng ta. Đây là photo này, video, slow motion, timelapse và advanced timelapse. Tiếp theo là chất lượng video. Ở đây chúng ta có là 1080p 24fps, 1080 30fps, 60fps 120, ok, 4K 60fps, chọn cao nhất đi. Đèn flash, bật đèn flash lên. Đây là chế độ chống rung anti-shake. Và khi bật chống rung này lên thì cái video của chúng ta sẽ tự động bị crop vào một phần để máy có thể dễ dàng xử lý chống rung hơn. Menu mode. Ở đây thì sẽ cho phép chúng ta có những cái thông số tùy chỉnh như là tốc độ màn trần này, ISO này và bù trừ sáng này. Tiếp theo là focus này. Và cuối cùng là nhiệt độ màu. Tiếp theo đó là chế độ frame. Ở đây thì chúng ta có thể tùy chọn tỷ lệ khung hình của chúng ta. Original size tức là cái tỷ lệ nguyên bản, bên cạnh nó là 1:1. Portrait 16:9 tức là cái tỷ lệ 16:9 này quay dọc. Shade 21:9 và landscape 21:9 là cái tỷ lệ tiêu chuẩn. Phim điện ảnh cái này người ta rất hay sử dụng, đó là tỷ lệ 21:9. Rất là rộng. Tiếp theo bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những filter để chúng ta, nói chung là rất nhiều filter cho chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn. Tiếp theo bên cạnh đó là chế độ zebra pattern. Chế độ này sẽ cho phép chúng ta hiển thị những cái vùng shadow cũng như là vùng highlight, làm quét cả vùng sáng nhất và cái vùng tối nhất của video của chúng ta. Prefillion light nó tương tự như cái grid của chúng ta. Thì khi bật cái này lên thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là dễ dàng bố cục những cái chủ thể trong khung hình. Mình sẽ chọn cái grid này đi. Ngoài ra thì còn một số những các cái chức năng khác như là live stream này, kết nối mic bluetooth này, xong rồi là reset camera các thứ vân vân. Thường thì chúng ta sẽ ít khi quan tâm đến những cái chế độ này cho nên là tôi sẽ bỏ qua luôn. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ thử cái chế độ object tracking này. Tôi sẽ chọn một vùng cho máy di chuyển và nó vẫn sẽ bám theo cái chủ thể mà tôi đã chọn. Đó. Vậy là xong các cái phần cài đặt ở trong máy. Ok, tiếp theo là về thiết kế. Về thiết kế của chiếc gimbal này thì vừa bao gồm joystick, lại vừa bao gồm cái vòng tròn tìm bấm ở đây, giúp chúng ta thao tác trở nên thuận tiện hơn rất là nhiều. Đầu tiên là cái joystick này sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng chỉnh hướng mà chúng ta muốn quay bằng cách vê cái nút này. Đó, nút này là để vê nha anh em. Phía dưới của joystick là một cái vòng tròn bao gồm 5 cái nút bấm. Nút ở giữa này để quay và chụp này, và bốn nút ở xung quanh là những nút chức năng để thao tác nhanh. Bên phải sẽ cho chúng ta hai nút là zoom và focus, và phía sau cùng này là nút trigger.
Đây, tôi rất là thích cái nocheker này trên những cái chiếc gimbal. Cụ thể thì mỗi cái phím bấm trên chiếc Moza này đều gắn cho chúng ta ít nhất là hai chức năng. Có 8 nút, tương đương sẽ có tối thiểu là 16 chức năng trong chiếc gimbal điện thoại như thế này. Còn chưa kể có một số nút còn được gắn đến 3 chức năng. Đi từ nút đầu tiên đi. Nút đầu tiên cũng sẽ là cái nút mà chúng ta hay sử dụng nhất. Đó chính là cái nocheker này. Trong quá trình quay, máy sẽ luôn hướng theo một cái hướng là song song với cả mặt đất. Để cho máy có thể check lên hay là check xuống theo cổ tay của chúng ta thì chúng ta sẽ phải giữ cái nút này. Đây, tôi sẽ bấm giữ. Đó. Và di chuyển của tay lên hoặc xuống, nói máy nó sẽ đi theo. Còn nếu mà tôi không giữ cái nút trigger, tôi thả tay ra thì nó sẽ như thế này. Nó máy lúc nào cũng nằm theo một cái phương, nằm ngang, song song với cả mặt đất. Nhưng mà tôi giữ cái nút trigger và kéo xuống thì máy sẽ úp xuống theo. Và khi mà chúng ta di chuyển nhiều như thế này và muốn máy trở lại cái vị trí cân bằng ban đầu. Đây, ví dụ như thế này đi, tôi sẽ cho máy quay sang đây. Khi muốn máy trở lại vị trí cân bằng ban đầu thì tôi sẽ nhấp hai lần cái trigger này. Và máy sẽ tự động trở về cái vị trí cân bằng ban đầu của chúng ta. Và để máy luôn hướng về một hướng cố định thì chúng ta sẽ bấm một lần nút trigger, thả ra rồi bấm tiếp lần thứ hai. Và lần thứ hai này thì chúng ta sẽ giữ trong suốt cái quá trình quay. Và khi mà làm như thế thì máy sẽ lock về một hướng. Và dù chúng ta có di chuyển cổ tay như thế nào đi chăng nữa thì máy vẫn chỉ xoay về một hướng và lock cái chủ thể nó lại. Vậy là có tới 3 chức năng được gắn vào cái nút trigger này. Và tiếp theo thì bên hông máy này sẽ có tích hợp chúng ta là hai nút, nút zoom, tích hợp focus. Ok. Quay trở lại với cả những cái phím chức năng ở mặt trước thì ở giữa vòng tròn là một phím có cái biểu tượng máy ảnh ở đây này. Thì phím này đang ở chế độ video, chúng ta bấm một lần thì nó sẽ là phím quay, và nếu đang ở chế độ chụp thì bấm nó sẽ là phím chụp. Và không chỉ có hai cái chức năng là quay và chụp ảnh thì phím này còn được gắn chúng ta thêm hai chức năng nữa. Một chức năng đó là khi mà chúng ta bấm hai lần trong khi mà đang quay. Đây, ví dụ tôi đang quay và tôi bấm hai lần là máy nó sẽ tự động chụp ảnh của chúng ta, rất là tiện lợi và không bị gián đoạn trong quá trình chúng ta đang quay video. Tiếp theo, một cái chức năng thứ ba của cái này đó là chức năng chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc trong cái chế độ timelapse nâng cao của chúng ta, còn gọi hay còn gọi là chế độ timelapse advanced. Chế độ này thì cho phép máy đi qua 5 điểm mà chúng ta chỉ cần dùng joystick. Đầu tiên thì tôi sẽ chọn đến cái chế độ timelapse advanced timelapse. Máy nó sẽ có một số các hướng dẫn cho chúng ta. Step. Đây là tùy chọn những cái khung hình mỗi giây này và thời gian chụp của chúng ta start. Ok, và bây giờ tôi sẽ dùng joystick và di chuyển máy đến cái điểm mà tôi muốn bắt đầu, sau đó ấn nút chọn điểm thứ hai, rồi bấm giữ là máy sẽ chọn một điểm, di chuyển đến điểm thứ hai, giữ tiếp và máy đã chọn một điểm thứ hai. Ok, và bây giờ tôi bắt đầu chụp. Máy sẽ di chuyển về điểm đầu tiên và bắt đầu cái chế độ timelapse của chúng ta. Ok, đi. Tiếp đến là nút trên này. Đây, nút trên này. Bấm một lần nút trên này cho phép chúng ta là sẽ mở cái menu cài đặt. Và khi tôi bấm hai lần nút trên này sẽ cho phép là máy chuyển đổi giữa hai chế độ quay và chụp với nhau. Bấm hai lần chuyển sang chụp này. Bấm hai lần lại chuyển về chế độ quay. Một chức năng nữa đó là nhấn giữ 3 giây. Hay là nhấn giữ 3 giây thì máy nó sẽ tự động lật sang camera trước. Tiếp theo đó là nút phải này. Nút phải này sẽ cho phép chúng ta là xem lại ảnh cũng như là video đã quay. Đây, ảnh một cái video tôi vừa quay này. Và ấn lại lần nữa để quay trở lại cái chế độ quay chụp ban đầu. Và nếu như mà chúng ta đang ở cái chế độ timelapse advanced thì chúng ta chỉ cần ấn giữ nút bên phải này là nó sẽ tự động quay chứ không cần phải ấn vào màn hình nữa. Nói chung là tất cả những cái thao tác của nhà sản xuất đều hướng đến cho chúng ta là làm sao để được thao tác trực tiếp trên các cái phím này luôn chứ không cần phải sử dụng màn hình điện thoại nữa. Sang đến nút trái, khi mà chúng ta bấm hai lần là sẽ bật tắt cái chế độ FPV. FPV này là một cái chế độ mà mở khóa tất cả các trục giúp chúng ta có thể có những cái cảnh quay hành động hấp dẫn hay chỉ đơn giản là một cú nghiêng máy như thế này. Khi mà chúng ta đổ theo một cái chủ thể nó nghiêng máy xuống rất là đỉnh, và bấm hai lần để tắt chế độ FPV. Khi chúng ta bấm hai lần nút dưới là để bật chế độ Sport Gear Mode. Đây, tôi sẽ thử bật chế độ Sport Gear Mode. Gimbal gần như là phản hồi tức thì luôn, không có một cái độ trễ nào cả. Đó, rất là nhanh. Chế độ Sport Gear này khiến cho các cái motor hoạt động mạnh hơn và mọi thứ phản hồi ngay lập tức, thích hợp để chúng ta quay những cái cảnh thể thao. Ok, và tiếp theo đó là Inception Mode. Inception Mode là một cái chế độ vô cùng độc đáo của Moza Mini S. Để mà bật chế độ này chúng ta sẽ bấm 3 lần vào cái nút dưới này để bật chế độ Inception Mode. Chúng ta sẽ có thể sử dụng cổ tay hoặc là joystick để có thể xoay máy quanh trục của gimbal, tạo ra một cái cảnh roll vô cùng là độc đáo. Đây, chúng ta có thể xoay máy, xoay cổ tay hoặc là dùng joystick tạo ra những cái cảnh mà roll 360 rất là đẹp mắt và nhìn rất là ảo.
Ok, vậy là cái clip hướng dẫn sử dụng chiếc gimbal Moza Mini S của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho mình có động lực làm thêm video tiếp theo nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.